Rồi hai anh em xây cao thế nhờ, nhà cao quá. Để cho em lắp đi con. Con để em lắp nốt đi. Để xem là hai anh em ai lắp được cao hơn. Thật đổ con. Bắn vào chứ. Ra tận đấy để ngắm á. Hả? Nào hai bạn có cái gì đấy? Có robot. Robot à? Đâu sẵn ra cho xem nào. Trời ơi, đẹp quá. Rồi đấy, để số để cho robot đi nào. Để số để cho robot đẩy đi nào. Đẩy robot đi ra nào. Ai da, robot xịt quá nhỉ. Chuẩn chưa? Thật nó gãy cái đầu con. Chúng ta có rất nhiều đồ chơi. Quả lâu đài, những con robot. Chưa kể vòng xoay khổng lồ nữa. Vòng xoay khổng lồ hôm nay không có nữa đâu. Nó đã chuyển biến thành robot rồi. Thích không? Iron Man đúng không? Nhưng con này thì nó buồn cười quá. Buồn cười quá.